Lâm Hải Vân các bạn. Giọng thôi. Bia không được uống mà giọng nói không còn. Khá dài. Lần đầu tiên đi Hầm Hải Vân, hai làn xe. Bên kia chiều ngược chiều vào Đà Nẵng hai làn nữa. Giờ giọng như một con vịt đực, vịt thiến rồi. Có cảm giác đang xuống dốc. Thì đây là con đường hầm xuyên núi dài nhất Việt Nam hiện tại bây giờ. Không biết có con hầm nào dài hơn chưa nhỉ? Những hầm khác thì đi nhoằng cái hết. Đây đạp cả mãi vẫn chưa thấy hết hầm. Úi dồi, vẫn thấy xa tít một tập. Mất tốn bao thời gian. Đó là phải vào đến gần giữa hầm rồi mình mới bật điện thoại mình quay ấy. Không biết quay từ đầu thì nó định là ra nhìn thấy ánh sáng mới quay. Nhưng quay thử xem là với cái tốc độ vào khoảng 60 km thì nó sẽ dài bao xa. Vì ngay lúc đấy mình không nhìn không tầm mét. Phút để đi hết hầm. Ồ, tốc độ mình đã đi đến 70 km/h. Hơi quá xíu so với tốc độ quy định trong hầm. Không nhìn không tầm mét. Mình mãi nhìn vào mặt đồng hồ trong hầm nó mất GPS thì không để ý. Thì một chiều chúng ta lên đi hầm và một chiều thì chúng ta leo đèo Hải Vân. Trên đèo khá đẹp nhưng phải hôm nào trời mát mát tí, vì từ trên đèo Hải Vân nhìn thành phố Đà Nẵng thì cảnh rất tuyệt vời. Ồ, thấy ánh sáng rồi, hay là đèn điện, có vẻ thấy chút ánh sáng rồi. Khoảng 3 cây, từ lúc mình để ý đồng hồ nó rơi vào khoảng 3 cây, hơn 3 cây. Ánh sáng rồi. Chắc cả đường dẫn đường riếc vào để rơi vào khoảng 4 cây rưỡi 5 cây. Mình nhớ là lúc mình nhìn đồng hồ là 9 cây 8, bây giờ còn 6 cây 9 là 3 cây rồi. Sau khi có lúc mình nhìn là đã ở trong hầm rồi. Ồ, sang bên này Huế mưa sao mà âm u này. Ôi, đã đi đến. Sợ quá, chú công nhân mặc áo vàng đi quá, nhìn sợ quá. Ôi ôi, đẹp không kìa. Đi Hải Vân thì sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn. Bây giờ đang di chuyển đến bãi biển Lăng Cô của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
phải về đến thành phố Huế còn khoảng 60 km nữa.